sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. And you look so beautiful in white. Yeah, she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, trước cầm tay mãi không rời, và con tim cùng chung một nhịp thì ta
여행 멈춘 사정 사소해도 지금 딱 꿈 여린 휘박도 숨은 손 유리울 안 떨어 Yes I know, yes I know So I'm home like 창원 through my end chiếc nàng công chúa đẹp nhất đêm nay yêu anh muốn là luôn thấy em cười chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé oh, ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời cùng nhìn về phía trước Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới Yes, I do. Em yêu anh trong từng phút.
sau. Bên nhau đến khi bắt đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Nhớ sai rồi sẽ mãi là chồng của em. Chú em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Là một tấm hình để lưu giữ cho ngày vui cuộc đời. Mang cho tôi qua tìm theo chân lý.
này Chúa Giêsu, xưa Chúa đã đến trong tiệc cưới Cana, ban ơn lành cho đôi bạn mới và gia đình hai bên. Nay qua bị tinh hôn rồi, Chúa cũng đã đến trong gia đình chúng con. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa, xin chúc lành cho cha mẹ chúng con, cho mọi người trong gia đình hai bên. Và toàn thể các bạn hữu, xưa Chúa đã nhận tội và thay đổi trường. Ngày nay, xin Chúa nhận tội tình yêu bé nhỏ, giới hạn của chúng con hãy tình yêu ban 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 của Chúa. Xin Chúa cho gia đình chúng con địa tôn vinh Chúa, đem lại hạnh phúc cho nhau và niềm an vui cho mọi người. Chúa là đấng mang sầu mang bi muôn đời.
em cần đôi tay, ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chắc nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng rơi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Việc của em là yêu. Nói cười chỉ mong thế thôi, đến tận cuối
cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi buổi sáng mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hân hoan nồng nhiệt chào đón các vị khách quý, quý bà con lân xóm cùng là quý bà con ai ở cùng là các bạn trẻ chúng ta đang diễn đến đây. Lời nói đầu tiên, thay mặt thì đi làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức thực hiện âm thanh ánh sáng dạp cưới Thái Bằng đến từ để chương trình được diễn ra được rộn ràng hơn, thành công hơn. Thế bây giờ xin mời tất cả chúng ta ở đây hãy dành cho nhau, hãy chào nhau bằng một tràng pháo thật lớn để chào mừng. Xin mời. Chào kính thưa toàn thể quý vị chúng ta kính mến, cổ nhân có câu: hoa đến thì hoa phải nở, đỏ chặt người, đỏ phải sang sông, tới xin em lấy chồng, để khỏi thỏa lòng mong ước, ước mong đêm ngày. Và hôm nay, tình yêu tình cảm của hai bạn đã đến độ chín muồi, được song thân phù mẫu đồng lòng đồng ý, được chính quyền nhất trí hoan nghênh, và quan trọng là được sự tác hợp chúc phúc của Thiên Chúa đã ban tặng cho chú rể và cô dâu, và quan trọng là sự hiện diện tất cả quý vị chúng ta nơi đây. Và chúng ta cùng chúc cho dâu rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và bây giờ xin mời chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của cô dâu và chú rể, cùng nhất sự hiện diện của hai gia đình bước lên sân khấu ra mắt bà con họ trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi. Cô dâu đứng cạnh chẳng ai sánh bằng. Ngay bây giờ xin được tất cả kính mời đại diện dâu rể cùng như gia đình một lần nữa. Quý chào xa mắt quan viên, xin mời. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo thật lớn để chào mừng đại gia đình. Xin mời quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị chúng ta nghe mến, trong cuộc sống thì tình yêu không thể thiếu. Trong cuộc đời con người chúng ta mà tạo hóa đã vẫn tặng cho loài người. Như nhà thơ Xuân Diệu đã viết một câu rằng: yêu là chết chắc là một ít. Còn với những người làm chương trình tôi thì luôn quan niệm rằng yêu là sự rung động của trái tim. Bởi vì khi yêu, trái tim trở nên can đảm, nó sẽ đọc lại những gì cao quý nhất, tinh khiết nhất, lớn lao nhất của đời người chúng ta. Như vậy là thăm xong trồn về một cả. Và chúng ta có đông đủ thì cùng chúc cho dâu rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phù thề. Và ngay bây giờ, Thái Bằng, thay mặt nhà hàng tiệc cưới, chúng tôi xin được tuyên bố buổi lễ phu quy của cô dâu Phạm Hương cùng với chú rể Sĩ Hùng chính thức được bắt đầu. Chào
đông đủ của tất cả mọi chúng ta là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với gia đình. Với một lời thay mặt người làm chương trình, tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện của hai gia đình cùng có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Cảm ơn sự có mặt của quý vị trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý ông, quý bà, kính thưa bà con thân tộc, hai họ, bạn bè thân hữu gần xa của hai gia đình và hai con chúng tôi. Hôm nay bà con cô bác, bạn bè thân hữu gần xa đã đến chung vui niềm hạnh phúc, niềm vinh dự nhất của hai gia đình chúng tôi. Chẳng có gì hơn, cho phép tôi thay lời hai gia đình xin gửi đến quý ông bà và con cô bác và bè thân hữu gần xa lời chúc sức khỏe, lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kính thưa hai họ, kính thưa bà con, hôm nay ngày lành tháng tốt được sự thống nhất của hai gia đình và hai con, chúng tôi tổ chức lễ phú quý cho hai con, mong sự hợp lý đồng tình ủng hộ của quý vị bà con cho hai cháu xây dựng một cuộc sống mới, một gia đình mới thật hạnh phúc, tốt đời và đẹp đạo. Xin chân thành cảm ơn. Và sau đây gia đình của chúng tôi cũng có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, xin mời quý vị hưởng ứng để làm dấu theo quy luật của hội Công giáo. Những người không Công giáo vui lòng và chấp nhận. Nhân dân cha và con và thánh thần, amen. Lạy Chúa, xin Chúa ban phép lành cho đôi tân hôn cùng như hai gia đình và mọi người đang sum họp nơi đây, cũng như của anh bởi lòng rộng rãi mà Chúa ban cho chúng con dùng, vì Đức Chúa Kitô là Chúa chúng con, amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Xin mọi người rót bia và nâng cốc. Xin chúc mừng nhà giáo. Vâng, lời phát biểu thì không cần không dài, nhưng đó là một tình cảm chứa đầy yêu thương muốn gắn tới tất cả quý vị chúng ta, nhắn nhủ rằng là cảm ơn sự góp mặt đông đảo của tất cả quý vị. Và xin mời nhà hàng tiệc cưới khai cử cùng khai tiệc trong đại có một buổi trưa thật là vui vẻ và cho đầy hạnh phúc. Chúc trọng cảm ơn. Và kính thưa toàn thể quý vị, vậy là trăm suối dồn về một sông, trăm sông dồn về biển cả, và chúng ta có mặt đông đủ đây thì tam sơn tứ hải giao bản hữu, gia đình thiệt tình đến nghĩa kế xuôi ra. Ba câu thơ nói rằng hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn bề nhưng chung một nhà. Chúc hân hoan và gia đình người này, tôi xin được long trọng giới thiệu về phía hai gia đình để chúng ta cùng tiền đường chúc mừng. Tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía nhà nam, có ông Nguyễn Quang Lâm và bà Trần Thị Xuyến đến từ tổ dân phố Đồng Môn, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, là bố mẹ của chú rể Sĩ Hùng Út Nam. Và xin mời chúng ta cùng dành một tràng pháo thật lớn để chào mừng. Xin mời. Về phía tư gia nhà nữ chúng tôi có ông Phạm Văn Thành và bà Trần Thị Đồng đến từ tổng một Phủ Ninh, Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình, là bố mẹ của cô dâu xinh đẹp Phạm Hương, trưởng nữ. Xin mời chúng ta cùng dành một tràng pháo thật lớn để chúc mừng cho gia đình. Xin mời. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé,
anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Yêu thương đến mai sau chẳng ngừng, anh xin môi em vì ta đã thuộc.
thuộc về nhau. Đến lúc anh phải nói ra, anh muốn ta chung một nhà, anh sẽ quyền cưới em nhìn tay đàn đại đôi mộng
anh cưới em liền tay chàng trai bưng bấm bao sau anh chắc em về làm dâu ngày lần trong thăm và bao anh sang đâu tay em chấp nhận bằng tôi vui quá xa em rồi giờ mình được nâng ly ngày mình vô quý thường ngày chỉ một hai ba đâu hết mãi chung cho cầu che gặp gành mà khó đi anh trai lắm tay em chủ đi ôm yêu quan sát từ nay thế thầy nhớ em nhiều anh thầy nhọc được lẽ loi qua đêm cùng tới đêm dài cứ trông theo anh từng ngày em ơi giờ đây anh thật cần một người vai em ơi nhưng không cần ai lúc này đôi anh không tựa vào anh nghe là những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế? Anh nghe tiếng gió đang về, như em cần về bên anh. Anh đưa đôi mắt em tình, nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi. Hãy